Ui, bây giờ kể cả thực ra gói này mở mở cái này nó cũng chỉ có Rô Béo và Gullit thì mới bú thôi. Pele cũng không bú lắm. Em Lâm đã chỉ phối thể Rô Béo và Gullit thôi. Đồng. Ông này là ai? Ê, tôi không quen. Hà Lan, sếp, sếp. Còn mẹ cái gì vậy? Ra tiếp đi, ra tiếp đi, ra Hà Lan tiếp đi. Xem có dám ra không? Hà Lan tiếp đi. Hà Lan thử xếp. Hà Lan đi. Ừ, xếp tiếp đi. Bú, quả này ra Gullit, ra Johan dùm tôi cái. Ra tiếp đi. Ui, thật hả? Cái gì vậy? Đùa mà. Hello, hello, hello anh em, tôi đây anh em ơi. Hôm nay sẽ là một buổi tối bùng nổ chưa từng có tại trường làng luôn. Nói luôn anh em câu là chưa từng có luôn. Chưa bao giờ mà có ai gửi đến 3 vòng sự kiện. Chứ đừng nói là hôm nay anh Gia Bình đã tin tưởng đấy, và gửi anh Giai Gia Bình yêu quý của tôi đã tin tưởng và gửi gắm tôi 5 vòng sự kiện Power Shot anh em ơi. Full 5 vòng. Bú 5 vòng sự kiện. 5 vòng đây anh em ạ. Không phải 1, không phải 2 mà nó là 5 vòng sự kiện anh em ạ. Trời ơi, hình như là chưa có ngôi trường nào được gửi đến 5 vòng sự kiện anh em ạ. Ôi anh em ơi, ui, nhiều quá. Bắt đầu từ đâu bây giờ ta? Tôi không biết bắt đầu từ đâu luôn ý. 5 vòng sự kiện là quá nhiều anh em ạ. Thôi chúng ta bắt đầu từ những cái gói nhỏ nhỏ ấy đi nhở. Thôi đầu tiên thì mình cứ làm một cái gói này đi. Làm một phát này đi. Phui sao ta bị đắt đồng nữa. 115. 115, mong là sẽ ra 115. Lựa, lựa. Ừ, Brazil. ST, ST. Nope. Ui, Pele à? À không phải, Rô Vẩu, Rô Vẩu. Ok, ok, tạm tạm, ok, cũng ok, ok. Không min, không min, không min, không min. Không min nha, không hề min một tí nào nha anh em. Không hề min. Ui, đây là ai? Mấy cái gói này mới là những cái gói mà sở trường của tôi này. Tôi cam đoan luôn nhá, trong 9 gói này ít nhất tôi sẽ mở ra một lần Gullit và Rô Béo. Đây đi. Tay thơm này tôi phải đi rửa tay bao nhiêu lần rồi đấy. Tôi phải rửa tay bao nhiêu lần rồi đấy anh em ạ. Tôi run quá. Lúc anh Bình thông báo tôi tin đấy tôi run quá. Lúc đầu là tôi chỉ mượn anh Bình để trải nghiệm Vinicius 23 thi thôi. Anthony Harry đã chi phối thầy Lân với 400.000 đồng. Em cảm ơn anh Bình ạ. Gửi em tiền khám cái đầu. Ôi, em cảm ơn anh Bình ạ. Pháp. ST. Ôi. Rồi đúc. Thôi xong rồi cô man. Em cảm ơn anh Bình ạ. Mở in min luôn. Mấy cái gói này hay lừa lắm. Mấy cái gói này hay min lắm anh em ạ. Thật. Mấy gói này tôi cam đoan em đấy anh em. Với anh em là min luôn. Ui. Việt Nam này. Việt Nam này anh em. Có nên làm một cái Việt mở phát Việt Nam không nhỉ? Mong là sẽ ra được anh Công Vinh. Công viên Thủy Tinh. Một là anh Công Vinh, hai là chú Huỳnh Đức. Anh Công Vinh ơi, em hâm mộ anh và chị Thủy Tiên lâu lắm rồi. Anh Công Vinh ơi. Ôi, đây là anh Xuân Trường. Xuân Trường ơi, em làm gì ở đây vậy? Ôi. Ôi Xuân Trường. Rồi. Lửa. Ừ. Việt Nam. ST. Hải Quế à? Ê, Bùa Việt Anh. Bú, bú, bú. Bú, bú, 800 tỷ. Bú. Ok, ok. Ui trời ơi, còn hơn cả Gullit. Bú. Ok. Bùi Hoàng Việt Anh. Ngon. À, mở như thế cơ mà. Làm gì có chỗ để chê. Bùi Hoàng Việt Anh. Được chưa? Được chưa? Nói gì đi anh em. Ui, mở kìa. Trung vệ số 1 Việt Nam thời điểm hiện tại. Bùi Hoàng Việt Anh. Ui, vừa mở Việt Anh rồi có nên reset lượt mở không nhỉ? Thôi đang cầu đỏ, đang cầu đỏ. Đang cầu đỏ đấy. Đang cầu đỏ đấy. Min nè thằng hội đi, di chuyển đi. CB, CB tiếp, Bùi Hoàng Việt Anh tiếp. ST, ui dồi. Công Vinh, Công Vinh, Công Vinh. Ôi, từ từ ạ. Ôi, mùa 23 Việt Nam Legion. Ui, cũng đúng 3 cái tên luôn mà. Hai cái tên kia bán được luôn 900-800 tỷ. Sửa máy thỏ đi thầy, sửa xong rồi, cái này dễ mà. Quan trọng là máy thỏ đều không ấy chứ. Pháp. Ôi
tai của bạn. Con ui trời ơi. Mọi người ơi, khóc rồi. Đùa đâu, ích vai cô man luôn mà. Thôi, thở cái gì nữa. Mẹ mẹ ích vai cô man luôn. Có chỉ định cô man này anh em. Có chỉ định như làm gì có chuyện mở ích vai được. Mang được x3 xem nào, bố x3 luôn. X3 không mở cho xe FC Online nữa. X3 đi, x3 đi. Thách cả nhà luôn, x3 đi. Đấy, sợ ngay. Manini. Manini. Lôn Khi đã chi phối thầy Lân với 100.000 đồng. Ôi cảm ơn Lôn Khi nhá. Hello, nhưng tên thật là Kim Dung Động vì nụ cười của em đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Hello thầy, chúc thầy stream vui vẻ ạ. Nó đã đến. Thằng Kim nó đến rồi mặt cười. Nó đã đến. Ui nó đã đến bảo sao. Không thể tin được. Đừng cô man nữa, đố luôn. Thách ra cô man luôn, phát đi. Ôi rồi, tôi xong rồi rồi, min rồi. Cái này toàn min thôi anh em ạ. Ui dè gì? Dè dích dích à? Ui sao thằng này tên gì vậy? Sao lại tên là dè dích dích? Em dè dích dích mà. Ôi em sự trở lại. Mắc 118 phép. Ơ bì double win. Thôi xong rồi, vô tông ghen. Không ở bên nhau lúc nghèo khó thì đừng mong hưởng phú quý. Lúc giàu sang đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Không in. Lại một người nữa ngu dốt không chịu nhìn những tấm gương trước mà ông Lee Min này từng mở. Thằng nào đấy? Mắt chẳng thấy đâu mà toàn min với làm chọc nhót. Thằng nào đấy? Thằng nào đô lết 10.000 nói câu đấy đấy. Đọc số tài khoản. Em trả lại 20, đừng mở đô lết nữa. Đọc số tài khoản, trả lại luôn. Đừng có tưởng đô lết muốn nói gì nói nhá. Thôi, cảm ơn sắp bị thôi được rồi, nãy đến giờ tôi xem đã đủ quá rồi. Không, được chưa. Đấy là mấy gói mồi mà. Phải chừng mở ra, mở Bùi Hoàng Việt Anh vú 900 tỷ không nói. Bùi Hoàng Việt Anh 900 tỷ không ai nói gì. Đây, mà mở mới vấp ngã 1-2 lần, đã nói còn chưa vào gói chính. Mới vấp ngã có 1-2 lần. Làm một gì là Phật. Lệ chí phương trời, 10 phương chư Phật. Cho con ra. Chú Huỳnh Đức hoặc anh Công Vinh. Con chỉ cần hai anh thôi. Ừ, hoặc Bùi Hoàng Việt Anh tiếp cũng được. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Lôn Khi đã chỉ Kim Dung Động đừng có đô lên nữa. Ám thế. Hello, Việt Nam. Nhưng tên thật là Kim Dung Động vì nụ Bùi Hoàng Việt Anh. Bùi Hoàng Việt Anh. Ok. Anh em thôi. Cảm ơn sao bây giờ nha. Xén xén rồi. Bùi Hoàng Việt Anh. One more. X2 lần vui. Ok. Được chưa? Anti Lee Harry đã chi phối thầy Lân với 100.000 đồng. Ôi thôi em cảm ơn Bình ạ. Chất. Dạ. X3 Bùi Hoàng Việt Anh cho anh thầy Bình. Cho anh Bình đập Bùi Hoàng Việt Anh cộng 10 đầu tiên của server luôn. X3 Bùi Hoàng Việt Anh đập nhảy bậc. X3 Bùi Hoàng Việt Anh. Ấy thôi chết mẹ Xuân Trường thôi. Thôi. Ê! Dụng quả nho. Gì thấp ấy. Dụng quả nho ấy. Anti Lee Harry đã chi phối thầy Lân với 100.000 đồng. Úi dồi anh. The C bù đó em. Được bù đó em. Bù nhiều không anh mình. Bù đấy anh em thấy chưa. Con này hiếm mà. Quả nho được bù luôn. Thấy chưa. 10 người đạt. 10 người cứ tính 1 triệu một người. 10 triệu. Con này bù 10 triệu. Nói gì. Ui bây giờ kể cả. Thực ra cái này mở cái này nó cũng chỉ có rô béo vào gulit thì mới bù thôi. Pele cũng bù lắm. Em Lâm đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ông này là ai? Ê, tôi không quen. Hà Lan, sếp. Còn mẹ cái gì vậy? Ui khóc vãi cả trưởng ạ. Ui. Ơ. Hét to thế ông Harimin. Em Lâm đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Hà Lan, CF, ha ha ha. Vãi cả bìu. Ê ơi. Ui, tưởng bú luôn phát đầu tiên mà. Mẹ mày gà rán về FC Online đòn tôi luôn mà. Ra tiếp đi. Ra Hà Lan tiếp đi. Xem có dám ra không. Hà Lan tiếp đi. Hà Lan thử xếp. Hà Lan đi. Ừ, CF tiếp đi. Bú, quả này ra Gulit, ra Johan dùm tôi cái. Ra tiếp đi. Ui. Thật hả? Cái gì vậy?
Đùa mà. Cái gì vậy? Không ở bên nhau lúc nghèo khó thì đừng mong hưởng phú quý lúc giàu sang, đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cái gì nữa vậy? Ha ha, ông tưởng ông mở được một hai cầu là... đúp bờ. Thách nữa đi. Đau quá, sao bị nhật thôi. Ra tiếp đi, ra tiếp đi. Nào bây giờ ra Brazil đi. Brazil đi, ra thử Brazil xem nào. Có giỏi ra Brazil đi. Nào, làm sao? Brazil đi. Pháp à? Hungary đúng không? CF Cantona. Được. Đỡ đỡ đỡ. Ok. Ơ Cantona, sao Cantona rẻ rách vậy? Hà Lan đi, Hà Lan đi, thử Hà Lan xem. Ui vãi chừng, quản lý không ra Gullit được thật mà. Thế gói này không có Gullit. Gói này là không có Gullit, không có rô béo. Nhà thơ, người Ý. Antasia Begno. Ui dồi, nhà thơ nhảy cũng gì kinh vậy. Gói này lừa. Gói này là gói gì ấy, gói này lừa đét. Gói này là trừ Gullit, rô béo, Beckham. Trừ hết. Gói này là gói Icon 110 là ý là gói này là mở ra những icon dưới 110 tỷ. Gói lừa đảo. Gói này là đúng, gói này là gói icon dưới 110 tỷ. Nói luôn. Ê, em tệ. Ôi giời ơi, mày gà đi trà tiếp rồi. Người đúng gói icon dưới 110 tỷ mà, nói có sai đâu. Này, bắt đầu từ đây nhá. BTB. Hình BTB rồi, chắc chắn là phát này ra BTB này. BTB. BTB. BTB đi. BTB rồi. Lựa. Cầu đẹp Pháp. Kim rung động vì nụ cười của em đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. De Sally. Máy tạo phôi đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ. Sao nhìn đằng sau giống Varan vậy? Vãi chưởng, nhìn đằng sau giống Varan vãi chưởng mà. Min thì không min nhưng mà ui tôi tưởng Varan cơ. Tên đọc kiểu gì á? Dễ đọc mà. Colo đi dép rách. Ôi tưởng Varan ạ, ôi mình nhìn giống vãi trưởng Varan Shopee cay thế. BTB tiếp. Thôi xong rồi, BTB tiếp rồi. Cái gì ấy? Min rồi. À không min. Ơ à, con này ngon nha. Con này ngon. Con này team Color BN bắt hay hơn cả Neuer luôn. Tin chuẩn. Nhởn. Sao mấy gói này mà gói mấy cái gói cậu chi 9 cộng 100 cộng 97 cộng mà. Ôi giời. Mà anh Gia Bình mở được Ibra ta. Cũng cái hạc này mà. Anh Gia Bình mở được con Ibra FA cộng 8 ạ. 122. Tại sao thế nhỉ? Anh em biết không? Lửa này. Gói này gói chỉ định 115 à? Đúng không? Ôi mở đây mà thề luôn, mở đây mà. Hay tôi bỏ Johan đi nhở? Hay bỏ sư Johan ra nhở? Hà Lan. Thôi đừng xin Hà Lan nữa, Brazil đi. Brazil, ST, xong luôn, đỡ phải nói nhiều. Brazil. Cái gì ấy? Eto à? Xin ST, Brazil cơ mà. Ok. Ôi. Hey. Vừa mồi rồi đấy. Lựa. Brazil. Ê, anh bảy. À nhờ, sao anh bảy? Eusebio. Eusebio. Ê. Hả? Anh bảy thật ạ. Anh bảy thật mà. Anh bảy mà, anh đang cái sơ mặc áo số 7 mà. Bảy, anh bảy thật mà, anh bảy icon đúng con gì? Anh bảy lần 2. À nhầm, quên cổng. Hừ quá. Ui, anh Gunit ơi, anh ở đâu? Cao Cường đã chỉ phối thầy Lân với 20.000 đồng. Giọt bét. Tí ô thầy vào mở thẻ xong xem hộ ức bệnh gì về. Dạ ok anh Cao Cường, để em lo. Giọt bét ạ. Cờ gì không biết luôn mà. Ra bảo cờ sợ thế. Gói này chính ra không ngon. Kiểu icon chỉ định 30 thì khó vãi trưởng ấy. Sao mày cứ phải nói những lời không hay như thế nhở? Brazil. Cái... Tô đây, ok. Tô đây ra. Ngon. Ít nhất là trên 50 tỷ. Trên 50 tỷ là ok đấy. Nhưng min mà, ừ thì min thì biết là min rồi. Nhưng mà giá trị sử dụng nó ngon chứ. Đẩy con min nó có giá được như vậy đâu. Đẩy con chỉ số to giá có được như vậy đâu. Nói gì đi. Bùng lổ ở đoạn cuối. Bù. Được chưa? Ok. Nhìn em đi. Bao tâm sự còn đang răng rở. Gặp nhau rồi khó có thể liệt ra. 120. Ê Vidic. Bỏ mẹ rồi, ốp lắc rồi. Hanan Novik. Ok. 117, sợ thế. Đùa.
Còn 4 cơ hội thôi. Ngu lít dô béo ơi. Thôi không ăn mừng nữa. Từ từ, chưa có gì cả. Từ. Kiểu gì? 9 gói mở ra 3 con ạ. Thôi. Cho sứ ai nhỉ? Thôi, sứ Vera vào đi. Cho Vera vào cho đỡ đèn. Còn hơn tí nữa ra là anh em ôm nhau luôn. Đúng không? Anh em đỡ phải đợi. Ra CF Hà Lan phát ôm nhau luôn. Được chưa? Ôm nhau luôn này, phát này ôm nhau luôn. Thử ra phát Hà Lan tiếp xem. Đố đấy. Đố luôn ra CF luôn. Đố luôn ra Hà Lan với CF luôn. Nào, ra Hà Lan đi. Ra đi. Mẹ Vera luôn. Ui sao mình giỏi thế nhở? Ui mình đẳng cấp vãi trưởng ạ. Sao khó vậy mình cũng làm được ta? Ui vãi trưởng đổi đào. Ui đổi quả đào ra luôn vào. Bụp luôn. Nó là như vậy đấy. Layma JA đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Layma. Nên anh lùi bước siêu phẩm này tặng em để thấy em rõ hơn. Ơ sao? Hả? Bà lạnh. Ok. Đỡ tí. Sao vẫn min? Ừ nhưng mà 100 tỷ. Đừng nói. 100 tỷ. Đang cầu đấy. Khác rồi đấy. Nói chung là tạm đấy. Đạm đấy. Trên 100 tỏi luôn. Người đầu tiên trên 100 tỏi đấy. Manini. Em biết thế thay đổi luôn từ nãy đến giờ rồi. Vẫn còn anh này nữa hả? Tưởng có mỗi anh Manini. Không, hôm nay mục tiêu của tôi sẽ là không tham lam nhá. Mục tiêu của tôi là không tham lam. Mở ra Hakimi tặng anh Bình, team Real. Mở Hakimi thôi, không tham lam. Hứa luôn, không mở tham lam. Không phải người tham lam luôn. Này, riêng mà có 100 mở ra, không mở ra luôn. Này, con đầu tiên nhá. Xin một tí lửa đã này. Ok, cờ Maroc, Pháp, Kylian, Saliba. Chưa được đâu ạ. Min luôn. Ngon mà. Bình tĩnh nhá. Saliba với Tomori ngon mà. Ngon mà anh em, ngon mà. Đừng Saliba nhá. Không là cộng 9 đấy. Anh Bình khó chịu anh cho lên cộng 9 đấy. Đừng cờ Pháp. Cái gì ấy, nước gì ấy? Estupinan chỉ số bao nhiêu nhỉ? Ui. Mắc. Gần mắc. Ô, ngon. Ok. Ui, giật cả mình. Etu Milan. Thầy bị con gì cắn vào tai ấy? Con gì cắn vào tai đâu? Con này cắn vào tai thầy này. Ui, Thụy Điển. Ôi, ST chứ đùa đâu. ST là bú rồi. Ấn. Ok. Ok. Đu lúp xếp kì. ST là bú rồi. Đùa đâu, ST là bùng lổ luôn. MU. Tiếp. Đang cầu. Đang vào cầu. Nói luôn là đang vào cầu đấy. Đi rồi. Đi viện rồi. Không được. Không thể bùng lổ 3 lần được. Đi viện rồi. Man Dragon này là xong rồi. Mẹ mình người đàn ông rồng là xong rồi. Đang đùa đang ngoài cầu kìa, đang bẹt nè, đang vào khuôn kìa. Khó chịu thật, ngồi gác cả chân lên rồi đây này. Ê. Gì nhỉ? Real Madrid tặng anh Bình Raul de Thomas. Ok. Mở bú 3/5 con. Thành công. Ui. Không. Ui, Kulusevski 800 tỷ ạ. Ui, thế này mở ra nhiều siêu phẩm phết đấy chứ. Ui, Bùi Hoàng Việt Anh này. Bùi Hoàng Việt Anh x2 này. Ui, ngon đấy chứ nhở. Ngon đấy. 6 lít luôn. 6 lít cho tay luôn mà. Estupinan luôn này. Ui, Estupinan 5 lít luôn mà. Estupinan được đấy.
Tiếc thế nhở, sao không ra theo với cả Cancelo nhở? À theo với Hakimi nhở? À theo anh Bình có rồi. Hakimi đùa vào đây là mảnh ghép còn thiếu luôn mà. Cavani này lương hơi to. Hakimi vào đây thì nó là Netflix luôn ấy.